cậu biết tin gì chưa? Gần đây có rất nhiều các trang mạng nói về bức tranh thủy thủ mặt trăng bí ẩn mà tập đoàn Khăn Đỏ đã mua lại. Người ta nói rằng đây là một bức tranh vô cùng kỳ diệu, nó sẽ phát sáng vào những lúc trăng tròn. Vì vậy mà tập đoàn Khăn Đỏ đã chi hàng triệu đô la để mua được nó về trưng bày tại bảo tàng Khăn Đỏ. Tớ còn nghe nói nhá, có những người phải đặt vé hàng tháng trời chỉ để chiêm ngưỡng bức tranh đấy đấy. Ui thật á, chứ còn gì nữa. Các cậu bạn tớ siêu thích thủy thủ mặt trăng rồi nhá. Chiến đấu vì tình yêu và công lý, nhân danh sức mạnh mặt trăng, tớ sẽ chủ trì ngươi. Tớ cũng siêu thích ý, ước gì tớ có thể có một tấm vé để mà đi xem bức tranh ý nhở. Ui thì chết lắm đi. Một người bạn của bố tớ cho tớ hẳn 3 vé đi bảo tàng, nhưng mà chưa có ai đi cùng ý. Ui mai mì á, cậu có vé thật á? Ừ, thế cậu nghĩ đây là cái gì? Mà tớ là ai chứ? Mai mì ơi, nếu mà cậu có nhiều vé như thế này á, thì hay là cậu cho bọn tớ đi cùng đi. Ừ, cũng được. Nhưng mà các cậu phải làm theo điều tớ nói. Chào mừng quan khách đã bớt chút thời gian đến đây ngày hôm nay. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là trăng sẽ tròn rồi. Mời quan khách ổn định vị trí để chúng ta sẵn sàng chiêm ngưỡng tranh. Ui, để ta đứng trước, ta đứng trước đâu, ta đứng trước. Có mất gì đâu, đúng không nhỉ? Quay đi đẹp thế.
1 hour later. Bức tranh như thế nào vậy ạ? Em chưa nhìn thấy, chị chụp lên đi em tìm cho. Em cũng không biết ạ. Trời ơi, đúng là đến mình còn không biết cái bức tranh đấy như thế nào thì làm sao mà các bạn biết bức tranh bị mất ở đâu được? Khó nghĩ quá. Ồ, Chan, mọi người thấy cậu đăng bài trên group. Có chuyện gì vậy? Đây, để tớ kể cho các cậu nghe. Chuyện là thế đấy các cậu à. Chan ơi, khổ thân cậu thật đấy. Chan, bọn tớ biết cậu không phải là người trộm cắp mà. Bọn tớ tin cậu. Các cậu tin tớ thì giải quyết được gì? Tớ sắp bị bà chủ tịch bắt rồi đây này. À, các cậu, tớ có ý này. Hay là bây giờ bọn mình thử vẽ bức tranh thủy thủ mặt trăng đi. Nhớ đâu có khi lại giống y hệt như bức tranh thật ở bảo tàng ấy. Bọn mình rất thích vẽ mà lại. Ừ, đúng đấy, yên tâm đi, bọn tớ sẽ giúp cậu. Ừ, cảm ơn các cậu. Mai Mỉa sẽ vẽ bức tranh Sơ Hở Mút trong vòng 1 phút. Vừa dễ thương lại vừa nhanh. Chắc chắn bà chủ tịch sẽ đồng ý cho coi. Đầu tiên, Mai Mỉa sẽ vẽ phác nét của thủy thủ mặt trăng. Lần này Mai Mỉa sẽ vẽ thủy thủ mặt trăng theo phong cách chibi đấy các bạn ạ. Thêm mắt này, rồi miệng nữa. Sau đó dùng bút dạ màu vàng tô cho phần tóc và phần dây buộc tóc. Lần này Mai Mỉa dùng bút dạ để tô cho đẹp các bạn nhé. Dùng màu đỏ tô cho phần nơ và màu xanh nước biển tô cho phần áo và chân váy. Hoàn thiện nốt các chi tiết của bức vẽ thôi nào. Ta-da! Vậy là xong bức chibi thủy thủ mặt trăng rồi. Này, không biết là nên vẽ như thế nào nhỉ? Ồ, không biết là bức tranh này như thế nào nữa. Hay là vẽ đằng trước hay là vẽ đằng sau? Thế thì được rồi, để Leo tớ ra đây, tớ sẽ
thủy thủ mặt trăng y như là trong truyện tranh luôn. Ok, bọn tớ tin cậu đấy. Đầu tiên thì tớ đã dùng bút chì để vẽ phác cho hình. Tiếp theo tớ sẽ dùng bút màu đen để tô lại các đường viền cho rõ ràng nhé. Leo sẽ vẽ hình thủy thủ mặt trăng theo phong cách giống y như trong truyện tranh luôn, với một đôi mắt to tròn và đen nháy. Bây giờ đến bước tô màu. Tớ sẽ dùng sáp màu để tô để có màu sắc thật là rực rỡ nhé. Thủy thủ mặt trăng thì rất là đặc trưng với mái tóc dài, được cột hai bên và màu vàng óng như thế này, phải không các bạn? Và thủy thủ mặt trăng sẽ mặc một bộ đồng phục của Nhật Bản với chiếc cổ màu xanh da trời, chiếc nơ màu đỏ và một chiếc váy cũng màu xanh nước biển luôn. Các cậu đã trông thấy giống đồng phục của Nhật Bản chưa? Tớ sẽ vẽ một hình trái tim nhỏ màu hồng bên cạnh để cho bức tranh thủy thủ mặt trăng này trông thật là dễ thương hơn nhé. Wow, vậy là tớ đã hoàn thành xong bức tranh thủy thủ mặt trăng theo phong cách truyện tranh rồi này. Các cậu thấy như thế nào? Hãy comment cho tớ biết nhé. Đầu tiên, tớ sẽ vẽ phác thủy thủ mặt trăng và chú mèo Luna nhé. Sau khi đã vẽ phác xong, tớ sẽ dùng bút mực màu đen để viền lại nét, trông cho bức tranh thật là rõ ràng. Thủy thủ mặt trăng của chúng ta có đôi mắt rất to này, mái tóc dài và đang cầm một quyền trượng hình mặt trăng đấy. Bây giờ chúng ta cùng vào bước tô màu thôi nào. Đầu tiên tớ sẽ tô da của thủy thủ mặt trăng. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng màu vàng thật là đẹp, thật là óng ả để tô cho mái tóc của thủy thủ mặt trăng nhé. Những chiến binh mặt trăng của chúng ta đều mặc bộ đồ thủy thủ và có một chiếc nơ thật to màu đỏ rực rỡ ở trên ngực. Không thể quên tô màu hồng cho quyền trượng mặt trăng thật là dễ thương, phải không nào? Chú mèo Luna của thủy thủ mặt trăng là một chú mèo rất đẹp, có màu tím. Đừng quên tô thêm mắt của thủy thủ mặt trăng nữa. Và tên, tớ đã hoàn thành xong bức tranh vẽ thủy thủ mặt trăng trong vòng 1 tiếng rồi đấy. Thưa chủ tịch, bức tranh đây ạ. Đây chính là bức tranh mà ta cần tìm. Cháu sớm
trang nói là bạn ý bị một thế lực hắc ám giam giữ trong bức tranh. Nhờ cậu làm vỡ bức tranh mà thủy thủ mặt trăng có thể thoát ra ngoài. Và nếu như mà không có cậu á thì thủy thủ mặt trăng sẽ không thể nào trở về vương quốc của mình được. Đấy, chuyện là như vậy. Vậy thì hóa ra đêm hôm qua không phải là mơ sao? Here, I have a gift for you. Trở nên bổ ích hơn bằng cách học tiếng Anh với Leobook nhé. Đặt mua ngay tại leoleo.edu.vn. Đừng quên đăng ký kênh Leo Leo để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.